Chơi được đi park chơi nữa nè cô chú ơi. Yeah. Nay park không có một bóng người. Tại vì hôm nay lạnh hơn hôm bữa. Hả? Hả? Hết người rồi hả? Không có người luôn à? Công viên chi lạ đó hè. À, có người kia mà cái người đó là đi tập thể dục. Ví dụ nó nói hết người rồi. Người đâu? Người đâu? Ai biết người đâu? Trời ơi, làm như công chúa kêu người đâu? Người nè, đúng rồi, người nè, đúng rồi. Cha cũng biết phân biệt chứ. Thôi 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 thôi. Thúi quá. Hả? Cái nón đó của ai á hả? Mẹ đâu biết đâu. Hả? Ai? Ai biết? Trời ơi, lụm. Lụm lên đã kêu thúi quá. Yeah. Hôm nay là chơi mặc hai cái áo bên trong với một cái áo bên ngoài đó cô chú. Lạnh hơn hôm bữa. Lạnh hết con. Lạnh hết đi về nha. Không về nữa hả? Vậy sao kêu lạnh? Lên xích đu ngồi không? Mày cho lên xích đu ngồi nè. Lên xích đu không? Không lên xích đu hả? Lên nào. Cho nó chạy vậy, chạy nhảy một chút chứ ở nhà. Dạ, nhà từ sáng giờ rồi. Sáng nay chay ngủ là tới 11 giờ trưa chay dậy. Ướt trời. Chay ngủ là tới 11 giờ trưa chay dậy đó cô chú. Wow. Lạnh quá hả? Tội em chứ phải. Chơi mà lạnh ngắt lạnh ngơ. Chơi vụ gì vụ này đây chạy. Tao để mày qua bên này trước, để mày qua trước rồi rồi nè mày quay con nha. Chờ mày qua trước. Yeah. Rồi. Giỏi quá. Té đó đúng rồi, đi cái đường đó là té đó. Giỏi quá chị. Không á, con tự đi chứ sao mẹ bồng được. Đó nó bậy, tự bước xuống. Bước xuống. Trời ơi, nó tính đếm 1, 2, 3 nó nhảy nữa chứ. Rồi đây giỡn mặt không. Hôm qua có thằng bé kia cũng chắc cỡ tuổi chay vậy. Đứng ngay chỗ này nè. Tính nhảy xuống. Cái Ngọc ngồi ngay chỗ đằng đây. Ngọc ngồi ngay chỗ này nè. Ngồi ngay chỗ này nè. Cái Ngọc nhìn Ngọc thấy. Ngọc chạy lại. Chạy lại hỏi mày muốn xuống hả? Nó gật đầu. Cái Ngọc bồng nó xuống không mấy lỏng nhảy rồi. Nắng quá hả? Trời ơi, trốn nắng đó có được không? Nắng quá ngồi đó trốn. Y nhau thật chứ vậy. Mẹ ngồi đó hả? Cái ghế đẹp quá. À con trốn nắng đó hả? Ừ nắng trốn đó. Ừ. Vui trời, đi công viên vui chạy kìa, coi chạy kiểu chạy công viên đó đó. Cô chú mà đi đây, cô chú mà vui là cô chú phải chạy như vậy nha. Chạy sao chạy sao chạy vui chạy sao chạy. Chạy đây cô chú coi coi vui chạy sao. Chơi một chút thôi nha, chơi 15 20 phút rồi về nha. Đi kiếm ai á, kiếm gì? Chống lạnh nè. Gì con? Ừ đúng rồi, giỏi quá. Cái gì à? Sao? Ông té rồi. Coi chừng té nghe. Cái bao tay của ai á con? Nó đưa hỏi cái gì đó thành con gì đó. Cái gì? Cái gì á? Con gì á? Đó con chim á con. Đó con chim á. Con chim á. Bye bye chim đi. Bye bye. Chim đi vui vẻ nha. Chim đi vui vẻ. Yeah. Wow.
Wow, wow Diệp, đó, wow. Dơ rồi mẹ ơi hả? Dơ rồi mẹ ơi. Rồi, con bước lên cái cây này, con đi chơi. Bước lên cây để đi vậy nè, đó, bước lên. Bước lên. Hả? À, con kêu mẹ nhảy xuống đi hả? Ok. Không gì. Cái đó là cái đồ người ta ăn, người ta dục đó đó con, chứ không phải con gì hết đó. Cái đó là rác đó, it's garbage. Rác đó con. Ồ, gì? Gì nữa? Sao dạo này nó làm bất ngờ nhiều quá. Mệt nó quá. Xe. Ừ, đúng rồi, xe đó con. Trời. Chui á hả? Chui lỗ á hả? Cái đó biết Việt Nam mình gọi là chui lỗ gì không chay, chui lỗ chó chay. Hồi đó mẹ hay chui. Hồi đó mẹ hay chui mấy cái lỗ đó đó chay. Chay hên đó nha, hên ở trong xe còn cái áo lạnh dày nữa. Mẹ khoác vô cho chay chứ không may là lạnh đó. Rồi chờ trong là chay là mặc ba cái áo luôn. Đó. Cẩn thận nha. Cẩn thận té đó. Ừ. Lạnh quá hả? Lạnh quá bước xuống. Đúng rồi. Lạnh quá. Nói như sáo. Giỏi. Chui vô cái ống đó không? Chui vô cái ống kia không? Ống màu xanh á. Chui không? Ừ, chui đi. Ơi, gì? Yeah. Wow. Con chú không biết con nghe tiếng gió không thầy? Gió xèo 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 xèo. Chạy leo núi không? Leo núi đá đằng kia kìa. God bless you. Nắng không? Nắng leo núi đó đi. Chuột chay này mà lớn thì mấy tuổi rồi leo cái này là khỏe ru luôn á chứ mày. Giờ không được đâu hả? Nó nói không được đâu. Không được đâu mẹ ơi hả? Không được đâu mẹ ơi, thôi đi xuống. Bực bội quá, giận quá. Giận sao là mặt giận sao? Ừ. Không được đâu. Gì vậy? Giận á hả? Không được là vô. Trời ơi, quay không kịp cái mặt nó. Chỗ này. Cái gì con? Chỗ này. Chỗ nào? Chỗ này. À, trốn trong đó đó hả? Nắng quá trốn đó đó hả? Trốn đi, vô trong trốn đi. Mà ai vậy? Ai đâu? Nước, ai? Nước. Vô cái chân của chay đó, nãy chay bơi vô nước đó. Chứ đâu có ai đâu. Rồi mẹ coi cái mặt chay coi, coi mẹ coi cái mặt chay coi. Lại đây hả? Ừ, lại đây nè, đâu đưa mặt coi coi. Cúc cúc cu đó, trời. Cúc cu. Cúc cu. Trời ơi, học ở đâu có đó đâu vậy? Con học cái cúc cu đó đâu à? Đi đâu? Cúc cu. Cúc cu. Nhiều cái nó nói mình không biết nó học ở đâu luôn á trời. Oh, she's sweet but a psycho. Trốn ra hả? Nắng trốn ra hả? Không được đâu mẹ ơi. Chay, chay biết cái này là cái gì không chay? Biết này là cái gì không con? Bánh xe. Bánh xe. Yeah. Bánh xe hơi. Đúng rồi. Ê, ê, bảy. Sao mình lấy răng mình cắn được? Không muốn nghe lên đó con. Không được đâu mẹ ơi hả? Đi đường kia.
Yeah. Ừ, lên lên đi con. Yeah, giỏi quá. Đi. Nhiệt độ hiện tại là 8 độ C đó cô chú. Việt Nam mình hiện tại là 30 độ C. Hai mấy độ C. Nắng quá. Ừ, nắng quá. Xuống nắng quá. Chơi cực kỳ gắt nắng. Nắng không con? Nắng là xuống ha. Xuống ha. Không nhảy ra, bước xuống đàng hoàng. Đàng hoàng à. Chay ơi, mẹ thấy mẹ thấy lạnh rồi đó chay ơi. Cái lỗ tai mẹ nhức nhức rồi đó. Gió quá. Thôi đi về nha con. Hả? Hả? Cái mặt con cũng thấy đỏ đỏ rồi nè. Cái lỗ tai mẹ nhức rồi đó chay. Biết vậy nãy mày đem theo cái nón được rồi. Mày đâu có nghĩ mày nhìn trời mày nghĩ không tin không tới nổi không biết không? Ai ngờ lạnh gì. Máy bay ai hả? Máy bay gì? Đi cha. Không chịu gì? Gì con? Rồi cái áo lên vậy đỡ nè, đỡ cho lỗ tai hơn nè. Cái gì vậy? Cái gì mà làm con hoảng hốt và hoảng sợ vậy? Ồ gì? Này gì? Cái này sao? Rồi con nước con lên cái cây đó con đi đi chạy. Con lên cây đó con đi đi. Cái gì vậy? Đi đâu? Bye bye chay nha. Đi con. Đi con. Wow. Ai nướng cái gì mà thơm dữ ta. Con nghe thơm chay. Thử coi. Rồi cái mỏ bà hửi này. Wow. Ai nướng gì thơm dữ. Thơm quá. Thơm quá. Ừ. Nhà hàng nào ta? Được không? Không được đâu mẹ ơi hả? Làm gì cà khịa cà khịa. Che nắng. Cái đó là cái miếng vải thôi, nắm tay mẹ nè. Nắm tay mẹ nè. Yeah, con cảm ơn mẹ. Xẻ nghe, đó, đó. Nhìn cái tướng chạy thấy phiêu lưu rồi. Không bao nhiêu là giấy màn phiêu lưu ký vậy đó. Cái đó là cái cống đó con. Hỏi giờ cái gì cũng hỏi. Cái cống đó con, cái cống có nước ở dưới á. Mẹ ơi, gì mẹ ơi, gì mẹ ơi. Không, à, im. Nói quá quay lại kêu im đi. Hiểu chưa? Muốn đó hả? Con có biết chơi đó không? Cao lắm á. Ừ, không được đâu, cao lắm. Mình phải biết lượng sức mình nha con. Tuổi nhỏ mình làm việc nhỏ. Cái gì vậy? Quẩy rồi mẹ ơi. Cái gì? Quẩy rồi.
Bởi vì cái gì gãy? Gãy rồi. À cái đó gãy rồi hả con? Ai làm? Chay làm. Chay làm đâu? Đâu phải chay làm. Đâu phải chay làm gãy đó đâu. Cái đó là tự giọng nứt á. Chay đâu làm đâu. Ghê á. Ừ ghê ghê làm á. Ghê. Ghê ghê. Đó, con kêu con ghê ghê ra bắt con hay gì? Ghê ghê. Tại sao? Thì ghê ghê tại sao hả? Ghê ghê bắt ghê ghê. Ừ. Ghê ghê bắt ghê ghê kêu ghê ghê tại sao? Tại sao ghê ghê? Giận ghê ghê đó, bắt đầu giận ghê ghê rồi. Bắt đầu kiếm cái chỗ ngồi giận ghê ghê nè. Giận ghê ghê sao? Giận ghê ghê sao? Ghê ghê quýnh bây giờ hả? Cái gì? Cái gì á? Ghê ghê tại sao? Trời ơi trời, sao nó biết cái từ tại sao trời? Hình như Ngọc hay nói phải không ta? Ừ đúng rồi đó, Ngọc hay nói tại sao con làm như vậy. Giờ về chưa? Không về nữa. Không về nữa, ở đây luôn nghe. Đi đâu? Chơi cầu tuột không? Mẹ chơi chơi cầu tuột. Chơi cầu tuột không? Kìa cầu tuột đằng kia kìa. Slide, you wanna go on a slide? Come here. Mẹ chơi chơi cầu tuột nha.